mở cái động cơ này để khám phá xem ở trong, thứ nhất là cấu tạo với con động cơ 133 FC này. Thứ hai là xem cái mắt của nó bố trí kiểu gì. Nó đặt nào thì tháo thì phải tháo hết những cái này ra này nhé. Đặt này nó chênh vênh này nó sẽ xem cái xe xịn nó quấn nó có khác gì đấy các cái lỗi thường không. Về cơ bản vẫn cứ tháo cái lắp bên này ra các bạn cho anh. Nhả thôi để lấy cái phần vít để đánh nhé. Cái này riêng đi thì ốc này, những cái ốc này nó cũng có cả cái lòng đèn đỡ luôn mình vinh. Kiếm một cái líp vặn vào đây, vang. Như trong trường hợp mà nó bị ngập nước ấy, nước ở trong này mà không đập được ra ấy, thì luồn cái líp vào đây, vặn vào đây, xong lấy cái vang, vang ra ngoài. Đấy, như cái này, thì cần bỏ cái sắt này. Mới toanh, vấn đề là đang bị tụt đi. Đó. Mới toanh thì là để xem mà mắt động cơ nó nằm ở đâu. Mắt đây. Đây chính là cái mắt đây nhá, mắt đây, cái mạch đây. Mạch thì nó cũng mạch thời xưa nên nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà quan trọng mình nhìn đây này, ba cái mắt này nhá, nó đang úp theo một chiều, úp theo một chiều mà cái mắt ở giữa này cũng không phải là đặc biệt. Đây, mắt thời xưa thì cái mạch thời xưa thì nó làm kiểu này, trên mạch ba cái mắt này này. Thứ nhất là về ngoại hình đấy, ngoại hình là giống hệt nhau, đây nó chỉ là mắt thường thôi, không có cái vỏ bọc xịn này. Ba mắt này là giống hệt nhau nhé, và được đặt xuôi chiều này, ba mắt giống hệt nhau đặt xuôi chiều, thì cái mạch không phải là mạch đặc biệt.
thì như này là cái động cơ nó là cái dạng 120. Đó. Còn về vị trí thì phải nhớ nhé. Vị trí nhớ từng vàng nó ở cái mắt ngoài cùng này, bên trái này, xanh nhạt này, xanh đậm này. Để lấy máy ảnh chụp không ghi chú vào đấy. Là mắt động cơ của 133F xịn. Lấy điện thoại chụp không? Để ghi vào đấy để sau này gặp những trường hợp mà nó thợ khác nó tháo ra rồi nhưng mà nó không thay được thì mình đem đến mình còn biết. Chính xác thì cần gần khác.